Hôm qua thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên và ngay trong chiều ngày 3 tháng 10, Bộ Y tế đã có thông tin chính thức về ca bệnh và các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế cũng đã ban hành khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau một che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 3. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi tư vấn kịp thời. 4. Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đầu mùa khỉ. 5. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ khi quay trở về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. 6. Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.